Hello anh em, nó quay trở lại channel của Hai Dang Emmo. Thì mình đang chia sẻ cho anh em một số cái tốt hoặc cái tip giúp anh em chạy các cái chiến dịch tìm kiếm trên Google Search hiệu quả hơn, hoặc giúp anh em cải thiện được các vấn đề về trong thời điểm Google Search đang rất khó khăn trong thời điểm hiện tại. Thì đây là một cái kết quả mà đang đã triển khai và test demo và thấy nó cũng rất là ok cho anh em có thể cho những anh em người mới hoặc đang gặp cái vấn đề về lên các chiến dịch từ khóa, đang gặp vấn đề về cấm key hoặc là các chiến dịch mà họ cấm chạy quảng cáo SEM brand name. Cái việc chạy cấm SEM brand name của rất nhiều dự án hiện tại đang rất là phổ biến đó, thì em hãy test cái khía cạnh này để mà tối ưu thêm cái cách mình triển khai nha. Đó, đây chiến dịch đang chạy BingX cũng được khoảng hơn 800 rep này, mỗi ngày trung bình cũng khoảng vài chục rep đến trăm rep hoặc thậm chí nếu mà chi nhiều hơn thì vẫn có thể có nhiều rep hơn. Hoa hồng cũng được vài trăm đô đó. Đây, nếu anh em nào biết đăng thì đăng hay giới thiệu cho anh em một công cụ đó là SimilarWeb. Thì công cụ này thực ra nó rất đơn giản thôi nên đăng cũng sẽ không có giới thiệu là nhiều, và đang chỉ nói là những cái phần chính trong những video mà đăng chia sẻ. Trong video này anh em để ý một số phần giống như là top keyword này, mỗi dạng này sẽ khác nhau. Đầu tiên là về marketing channel này, của BingX này, hay của Bybit này, hay là của Bitget này. Đó, đây là những cái sàn dự án mà anh em đang gặp vấn đề trong hiện nay rất nhiều, đúng không ạ? Anh em để ý là cái phần bây giờ SimilarWeb nó có bổ sung thêm cái phần là best search và organic search. Thì cơ bản nó vẫn là một cái dạng search thôi, một cái là tự nhiên và một cái là trả phí. Thì đối với Bitget anh em hình dung là nó chỉ chiếm khoảng 4% thôi. Đối với Bybit thì nó chiếm nó khoảng tầm 13% ha, hai cái này cộng lại. Đối với BingX thì hôm nay cộng lại đó khoảng 3%. Đó. Thì có nghĩa là phần search thực ra nó cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ trong tổng traffic của một dự án thôi. Anh em cũng nên khai thác dòng traffic khác. Hello anh em, nếu anh em đang cần dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo Google Ads hoặc BingX Invoice thì Đăng sẽ cung cấp cho anh em các dịch vụ này trên các nền tảng Google và BingX. Bên Infinity Agency cũng có đội ngũ có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất, giúp đưa ra những nghiên cứu chính xác, hướng xử lý sâu rộng đối với mọi vấn đề marketing trên các nền tảng tìm kiếm. Và nếu anh em có nhu cầu thì click vào đường link website của Đăng và sẽ có các bạn hỗ trợ nhé. Tuy nhiên thì phần search này vẫn là chuyển đổi cao, cho nên em cũng có thể duy trì cái phần này và tối ưu thêm. Tiếp theo là anh em để ý thứ nhất, hiện tại cái từ khóa đang rất khó chạy như BingX chẳng hạn, thì anh em đâu thiết phải chạy một từ khóa BingX đâu. Anh em nhìn cái phần SimilarWeb họ đề xuất là các từ khóa như là BingX này, BingX này, hay là BingX Exchange này, BingX Crypto này, BingX API này, hoặc là Bybit. Bybit thì Bybit này là những cái từ tiếng Hàn, tiếng Nga đó, hoặc BingX. BingX thì BingX này tiếng Hàn này, hoặc tiếng gì Đăng cũng không rõ này, tiếng Nga, tiếng Ukraine gì đó. Có nghĩa là có rất nhiều từ khóa khác tương tự như Bitget hoặc các từ khóa chính của sàn mà anh em có thể chạy được ha. Bản chất các cái từ này, ngôn ngữ này khi dịch ra nó vẫn là Bitget, nhưng mà các cái ngôn ngữ địa phương thì họ lại không có phiên âm giống như tiếng Anh hoặc tiếng Latin, họ sẽ phiên âm về cái tiếng của họ. Ví dụ tiếng Trung Quốc thì nó sẽ khác, cũng là Bitget nhưng mà nó sẽ hiện là khác, Hàn Quốc nó khác, Nhật Bản khác, nước Nga sẽ khác, tiếng Latin sẽ khác, tiếng quốc gia này với kia nó khác nhau. Thì anh em có thể đi theo thị trường ngách là mình đi theo từ khóa ngách ha, cũng là từ khóa của thương hiệu nhưng mà từ khóa ngách. Đó là cái tiếp thứ nhất anh em có thể khai thác. Tiếp thứ hai, anh em phải tối ưu cái dòng traffic này. Thì traffic này nó rất là lớn và Đăng cũng có share trong một số video trước đó rồi, thì hôm nay Đăng là lặp lại và anh em có thể tận dụng và khai thác cho những thị trường khác. Ở đây ví dụ Đăng lấy một cái cây, ngoài các cái cây study về sàn crypto forex thì anh em phải ứng dụng vào trong một số cái mạng như là hosting VPN ví dụ vậy ha. Ví dụ như là một cái nền tảng là PureVPN.com này đó, anh em hình dung này đó. Thì những cái nền tảng sản phẩm số này anh em đều biết rằng nó Đăng cấm key, cấm brand name, cấm SEM, cấm mọi thứ về keyword ha. Thì Đăng sẽ chia sẻ cái cách thứ hai này anh em phải áp dụng, và áp dụng thể chung cho các sản phẩm crypto hoặc forex luôn. Đó, một số sản phẩm sạch PureVPN này, VPN này, anh em hãy nghiên cứu ha. Hello anh em, Infinite Network cũng đang là đối tác của rất nhiều sàn crypto forex top đầu thị trường hiện nay. nếu anh em cần nâng cái mức hoa hồng cao cũng như gặp cái vấn đề về tài khoản cần sự hỗ trợ thì anh em hãy inbox cho đội nhóm Infinite Network có thể support và hỗ trợ anh em. Anh em hãy click vào đường link mô tả phía bên dưới phần trong cái phần video này thì sẽ có các bạn hỗ trợ và support anh em nhé. Ok, đây sẽ chia sẻ cho em cách thứ hai, đó là anh em dùng cái công cụ đăng hay nói cho anh em đó là Google Ads vào cái phần công cụ lập kế hoạch từ khóa này. Đó, nó sẽ hiện như thế này và anh em bấm vào khai khám phá các từ khóa mới. Ở đây nó sẽ có một cái mục anh em hay đăng hay nói anh em là vào cái phần này đúng không ạ? Bắt đầu bằng các từ khóa. Nhưng mà ở đây anh em hãy dùng cách thứ hai, đó là bắt đầu một trang web ha. Thì anh em sẽ tìm cho đăng cái trang web của bingx.com. Nó sẽ search là bingx.com đi. Đó, nó sẽ click vào đây để nó nhảy sang cái trang chính rồi đăng chỉ lấy cái phần này thôi. Copy và dán lại vào đây. Đó, và phần tiếng Anh mặc đổi thành tiếng Anh này, vị trí này để mình lấy cái data nó lớn nhất. Anh em hãy chuyển thành các cái tiếng khác của tùy anh em nha. Ở đây nó sẽ có hai phần, đó là một là anh em dùng toàn bộ các trang web, tức là nó sẽ truy xuất tất cả các cái trang link con ở bên trong này, các cái link ở bên trong này để truy xuất các cái dữ liệu, hoặc anh em chọn một phần bên dưới là chỉ dùng cái trang web này thôi, tức là nó chỉ truy xuất đưa data trong cái phần domain chính này thôi nha. Bạn nào làm nhiều sẽ hình dung ra được. Thì đang ví dụ ta sẽ trường hợp là chỉ dùng trang này thôi ha. Để kết quả anh em đợi một tí để nó lót cái thông tin. Và ở đây anh em bấm vào cái phần lọc, nó sẽ lọc từ cái số liệu nhiều nhất cho đến data traffic lớn nhất đến thấp nhất. Thì ở đây anh em hình dung là nó sẽ lọc những thông tin thế này. Đó, thì anh em bắt đầu lựa ra những cái từ khóa mà anh em cảm thấy rằng những cái từ khóa này giúp cái việc chuyển đổi rep nó tốt hơn ha. Ví dụ như là Bitget thì rõ ràng không phải ha, mình đang check sàn BingX thì nó không thể nào ra Bitget được. Là sẽ refresh lại xem thì cũng refresh lại một lần. Bấm này để nó lọc. Anh em đổi thành tiếng Anh này, khu vực Hồng Kông này, tất cả vị trí này tiếng Anh này. Đó, ok. Thì ví dụ Bitget thì rõ ràng đây là sàn BingX, mà Bitget thì nó không phải là cái chuyển đổi tốt nhất đúng không ạ? Cái tuổi xe này cũng ok này, đồ trading này, currency này, những từ khóa này cảm giác chuyển đổi cái người họ search thì khả năng chuyển đổi hoặc là cái nhu cầu của họ rất là tốt, rất là cao. Best này, Binance thì cảm giác không phải này. Bybit, những người search chìa khóa Bybit này thì cũng tiềm năng. Best cryptocurrency này, top này, đó vân vân. Nên em có thể hình dung thì những list các cái dự án này, list các từ khóa này xong á, thì anh em bắt đầu đi check cái giúp đăng cái phần CPC ở mức thấp. Nếu anh em cảm giác là anh em chịu được các cái mức CPC này thì anh em lọc ra một lần nữa. Ví dụ như là từ khóa này quá cao này, 2.8 thì đang sẽ bỏ đi này, 0.81 cũng ok này, 0.92 cũng ok này. Đó, rất nhiều từ khóa CPC rất là thấp đúng không ạ? Cryptocurrency trading app này, đó, blockchain này, đó. Thì anh em lọc cho mình những cái từ khóa này. Thì đây là những cái từ khóa mà theo đo lường của Google là search và người ta truy cập vào trang web này ha. Thì đối với mỗi trang web nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là đối với thằng Bybit đây đã làm sẵn ở bên này rồi. Đó, thì cái từ khóa nó lại là khác. Nó sẽ là BTC price USD này, Bitcoin này, thì trend crypto này, trading in crypto này, crypto exchange này, future cryptocurrency này. Đó, thì với mỗi một cái dự án, mỗi cái sàn crypto nó lại có một cái nhóm từ khóa traffic vào các trang web này khác nhau. Thì bản chất những cái từ khóa này ở những cái bản chất những cái website này thì nó được SEO tự nhiên đúng không ạ? Nó được SEO hay là nó được truy xuất từ Google để chất lượng cao, nó được nằm nơi top. Thì đây những cái dòng traffic tự nhiên này, một phần là tự nhiên cũng phải do quảng cáo, và đây là cái công cụ đo lường của Google họ đã đo lường ra. Ví dụ như đây top 1 là cái từ khóa này. Đó, nhiều khi nó không phải là cái từ Bybit mà tất cả anh em mình đang nghĩ nha. Thì đây chỉ là cái bảng đề xuất của Google, cho nên anh em cũng chỉ lấy làm tham khảo thôi. Mà ít nhất những cái thông số này là anh em phải áp dụng và triển khai và test được nha. Tại vì ví dụ như top 1 của thằng Bybit là BTC price, mà chưa chắc thằng BingX là top 1 nha. đó, nó sẽ không nằm trong cái list cái đối với BingX thì nó sẽ không có từ khóa này, thì có nghĩa là ông Bybit ông lấy sell cái từ khóa này cho cái từ khóa này rất là tốt, đúng không ạ? Thì chuyển đổi rất là cao này vào list này đó. Đó thì em có thể đang phải ví dụ như em phải copy cái từ khóa này em dán vào đây check thôi nha. Đó, cũng chỉ là tham khảo thôi nha, nhưng mà cái đề xuất này của đang đối với việc đang test và demo thì thấy rất là hiệu quả nha. Đó, cost rep nó cũng sẽ rẻ hơn này và cái số lượng rep cũng sẽ nhiều hơn và chuyển đổi cũng khá là tốt ha. Tính ra là cũng chạy được gần 1 tháng, thực ra được nửa tháng ha, cũng ra được kết quả từ sàn BingX này. Thì anh em không thể áp dụng sàn BingX đâu, không chỉ áp dụng lên sàn forex crypto đâu, mà anh em có thể áp dụng cả bên những cái mảng khác, ví dụ như là mảng VPN này, hosting domain này, hoặc những cái dự án mà họ cấm key. Đó, đang ví dụ như đang demo cho em cái dự án là PureVPN này, là một dự án về VPN, đúng không ạ? Thì khi anh em bỏ vào đây set up giống như đang đó, thì anh em có thể hình dung là cái từ khóa mà vào trong web này nhiều nhất là what's my IP address ha. Đó, đang thử điểm xem nó có rào not VPN này, what's VPN này, Simo này. Đó, tức là sẽ có những từ khóa khác, những từ khóa mà sàn này và nó sẽ cạnh tranh nhau giữa các sàn, nhưng mà ít nhất những cái từ khóa này nó bên Google họ có cho mình một cái tỷ lệ một cái dòng traffic nhất định ha, thì em có thể cân nhắc. Đó, ví dụ như lúc khúc này PureVPN này 60.000 này, đó PureVPN chỉ có 60.000 thôi mà gần 2,7 triệu người đến từ cái từ khóa này ha. Server PureVPN này. Đó, nhiều khi chưa chắc cái từ khóa chính là cái từ khóa cho được cái traffic mạnh nhất đâu, nhưng mà cái đó chưa cái việc đó chưa khẳng định được là cái từ khóa này sẽ do chuyển đổi cao, nhưng mà ít nhất anh em phải lấy số lượng bù chất lượng ha, lấy số lượng bù chất lượng. Đó thì anh em chạy các cái từ khóa chính, cái key brand name, mục đích là tại sao chuyển đổi cao, bởi vì họ có nhu cầu, họ biết được sản phẩm, họ biết được cái dự án, họ chuyển đổi nhanh, họ chuyển đổi rất là cao. Thì các cái từ khóa, còn những cái từ khóa mà thiên về thị trường ấm là họ có nhu cầu nhưng mà họ chưa có lựa chọn chính xác là dự án nào, thì cái nhóm thị trường đấy nó vẫn rất là tiềm năng và chi phí nó rất là tốt ha. Đó, những cái từ khóa này PureVPN này. Đó, thì anh em có thể demo test nha. Đó. Đó là một số cái, đó là 2 cách mà đang chia sẻ cho anh em để có thể tối ưu trong cái việc là thứ nhất là chạy các dự án đang bị khó chạy key này, thì anh em có thể chạy những cái key phụ hay là key thương hiệu mà của đi theo thị trường là key ngôn ngữ ngắt ha. Cái thứ hai là anh em check vào cái website và đi sâu vào các cái từ khóa mà các cái domain này nó được nó có traffic nhiều, thì anh em có thể chạy những cái từ khóa này và lọc những cái từ khóa mà theo anh em có cảm giác là chuyển đổi tốt, họ đang có nhu cầu thực sự ha. Đó thì đó là những chia sẻ của anh em và hy vọng anh em có thể ủng hộ và follow kênh của Đăng để Đăng có thêm động lực và chia sẻ cho anh em trong những video tiếp theo. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em nha.